Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong một tập mới trên kênh của Mạn Trà Podcast. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về chủ đề người yêu cũ của tôi có phải là kiểu người ái kỷ. Tại đây chúng ta sẽ nói về những người ích kỷ chưa trưởng thành và luôn lấy mình làm trung tâm, luôn coi mình là cái rốn của vũ trụ. Mối quan hệ với kiểu người này có thể là một vòng lặp độc hại của sự lạm dụng và hủy hoại cảm xúc. Một nạn nhân có thể hoàn toàn không biết về những tổn hại tiêu cực lên sức khỏe tinh thần hay lòng tự trọng mà một người ái kỷ đưa đến cho tới khi bạn ra đi đầy thương tích khỏi mối quan hệ. Nếu bạn nghi ngờ rằng mình đã hoặc đang ở trong một mối quan hệ với một người ái kỷ, hãy cùng khám phá điều đó trong video này. Giờ thì không để các bạn phải chờ đợi lâu, hãy cùng bắt đầu ngay. Các bạn nhé! Người ái kỷ là ai? Người ái kỷ là những người có mô thức dài hạn trong việc không có sự đồng cảm, bên cạnh đó lại phô trương, thổi phồng bản thân, liên tục tìm kiếm sự ngưỡng mộ, tâng bốc và công nhận. Họ luôn cho rằng bản thân mình là đặc biệt, là quan trọng. Nhìn bề ngoài, người ái kỷ có thể tỏa ra năng lượng tràn trề, thu hút và tự tin. Họ có thể nói chuyện hoạt ngôn, dí dỏm và thuyết phục đối với người đối diện. Họ cũng sở hữu một sự hấp dẫn về mặt thể chất, ngoại hình và không thể đánh giá thấp điều này bởi vì nó là một thành phần của sự hấp dẫn đối với bất kể giới tính nào. Lý thuyết mà nói, điều này xảy ra bởi vì người ái kỷ dành nỗ lực nhiều hơn cho việc trông hấp dẫn hơn để họ có thể nhận được những cơn mưa tới tấp của sự ngưỡng mộ từ những người khác. Những đặc điểm này giúp người ái kỷ trở nên thu hút trong mắt người khác. Không ít người có thể phải đổ gục trước thần thái tự tin, cá tính và táo bạo trong tình yêu của người này. Người ái kỷ cũng có mặt trái của họ. Đó là họ rất mong manh và rất dễ bị tổn thương. Họ không thể chịu đựng được sự thất vọng và tuyệt vọng. Trong những trường hợp đó, họ sẽ bùng nổ trong những cơn thịnh nộ lớn. Mặc dù có tính cách và hành vi mạnh mẽ, họ thường phải chịu đựng cảm giác trống rỗng, không có giá trị và quyền lực. Điều đó khiến họ thèm khát quyền kiểm soát mọi việc, mọi người xung quanh và cảm xúc của họ. Thoạt nhìn vào những người ái kỷ, chúng ta có thể cho rằng họ là những người yêu thích bản thân một cách hơi cực đoan và thái quá. Nhưng quan sát kỹ hơn một chút nữa, chúng ta sẽ phát hiện thấy kiểu người này về cơ bản là không yêu thích bản thân họ. Đúng hơn, họ ghét chính mình một cách sâu sắc. Họ tự tạo nên một vỏ bọc hào nhoáng bên ngoài, một bức tường thành để bảo vệ chính mình, để chạy trốn khỏi những cảm giác sợ hãi, sợ bị khinh thường và những hình ảnh cực đoan trong cuộc sống. Người nào không chấp nhận được chính bản thân mình, không ủng hộ bản thân mình thì lại liên tục bận tâm tới những gì mà người khác nghĩ về mình. Bên trong họ không có sự an toàn để dựa vào sự yêu thích chân thành dành cho chính mình. Do đó người này phải tham lam, ích kỷ, muốn giành lấy mọi thứ cho mình và không bao giờ thỏa mãn, luôn cần tới sự công nhận của người khác. Anh ta chẳng yêu người khác và cũng chẳng yêu được chính bản thân mình. Người ái kỷ trong mối quan hệ lãng mạn. Đối với họ, tình cảm lãng mạn là một giao dịch hơn là việc tìm kiếm sự kết nối và trao nhận tình yêu thương. Mối quan hệ đến một mức độ nhất định nào đó, sự thao túng sẽ ít hơn sự đối xử tử tế. Họ quan tâm đến việc họ nhận được những gì. Đôi khi điều họ muốn nhận thậm chí có thể làm tổn thương hoặc gây thất vọng cho người khác. Họ không có khái niệm về sự hy sinh trong chuyện tình cảm. Trong các mối quan hệ yêu đương, người ái kỷ thường tìm kiếm và muốn ghép đôi với những người có thể khiến họ giữ gìn và nâng cao lòng tự trọng và đẳng cấp hơn là tìm kiếm tình cảm hay sự quan tâm. Họ bị thu hút bởi những người có thể bồi đắp thêm giá trị cho họ. Thứ mà họ tôn thờ nhất chỉ có chính bản thân họ. Những điều mà bạn muốn làm dường như chẳng quan trọng bằng những gì mà họ muốn làm. Có bao giờ bạn cảm thấy rằng người này mong đợi bạn đánh giá cao bất kỳ lúc nào họ ở bên cạnh bạn, như thể họ là một phần thưởng, còn bạn chỉ là kẻ vừa may mắn trúng số độc đắc. Họ có thể sử dụng người khác để đạt được mục đích của bản thân. Những điều này có thể sẽ rất đau đớn và phiền toái khi ở trong một mối quan hệ với kiểu người này. Cách mà người ái kỷ thao túng bạn. Hãy tự hỏi xem bạn có đang bị thao túng hay không, vì một trong những đặc điểm của người ái kỷ là họ rất giỏi trong việc cung cấp cho bạn một chút mẩu vụn bánh mì để bạn đầy cảm kích và trở nên giống như một chú chim bồ câu lon ton tiếp tục chạy theo họ.
Cụ thể là, mỗi khi dường như bạn đi tới giới hạn của mình, thì người này đột nhiên trở nên rất yêu thương và trìu mến. Chút ít sự quan tâm mà bạn nhận được từ họ vào thời điểm bạn thật sự lùi lại, dường như khiến bạn cảm thấy lay động, thổn thức, bạn lại thấy con tim mình sống trở lại và có hy vọng vào tình yêu với họ. Đồng thời, khi một mối quan hệ với người ái kỷ kết thúc, họ không bao giờ cảm thấy có lỗi. Họ sẽ đổ lỗi cho người khác vì mối quan hệ tan vỡ, bất chấp người ái kỷ rời bỏ bạn hay bạn rời bỏ họ. Nếu bạn tìm hiểu một ai đó, người đổ lỗi cho tất cả những người yêu cũ của họ, thì đây là một dấu hiệu cờ đỏ cảnh báo nguy hiểm tiềm tàng nếu bạn dấn thân vào mối quan hệ với người này. Trong tâm trí của một người ái kỷ, khi một mối quan hệ kết thúc, hẳn là có một ai đó đã mắc lỗi trong việc này và họ xác định rằng tất nhiên không phải là họ, thế thì chỉ có thể là bạn. Người ái kỷ nói xấu, vu khống người đối tác của họ như vậy để che đi một phần sự thật về câu chuyện, để không một ai nhìn họ như một kẻ tồi tệ. Bất kể là đàn ông hay là phụ nữ, người ái kỷ luôn xuất hiện như một nạn nhân trong các mối quan hệ của họ. Họ bước vào mối quan hệ như một vị cứu tinh muốn giúp đỡ, yêu thương và trân trọng chúng ta, làm cuộc sống của chúng ta cuồng nhiệt, bừng sáng, nhưng sau đó rời đi như một nạn nhân. Họ làm tổn thương bạn cả về mặt cảm xúc và tinh thần, họ muốn kiểm soát cả hạnh phúc của bạn và bạn sẽ bước đi một cách khập khiễng ra khỏi mối quan hệ này. Phải làm gì khi vẫn còn tình cảm với một người yêu cũ ái kỷ? Nếu như bạn nhận định rằng người yêu cũ của mình là kiểu người ái kỷ hoặc có một hay có một số đặc điểm của người ái kỷ, thì câu hỏi đặt ra ở đây là kiểu người này có xứng đáng ở bên cạnh bạn hay không? Cho dù người ái kỷ có thể rất hấp dẫn, bạn có thể có rất nhiều hứng thú với người này, nhưng có nên quay lại hay tiếp tục ở lại trong một mối quan hệ với một người tôn thờ, vĩ cuồng bản thân và thiếu sự đồng cảm, thiếu sự thấu hiểu như vậy hay không? Nếu người yêu cũ của bạn là một người ái kỷ, hãy bỏ chạy, hãy cao chạy xa bay. Tại vì rất nhiều khi chúng ta không có đủ khả năng để xử lý hay phát triển một mối quan hệ lành mạnh với kiểu người có những đặc điểm như thế này. Hãy đi tìm một người không cuồng mộ bản thân, không cho mình là điều vĩ đại trong mối quan hệ. Hãy tìm một người cảm thấy tự hào về bạn và cảm thấy may mắn khi hai bạn tìm thấy nhau, thay vì ở bên cạnh một người, dùng bạn như một nguồn nhiên liệu phục vụ cho cảm giác hấp dẫn và quyến rũ ở bên trong họ. Điều thú vị ở đây là, nếu bạn cho người yêu cũ ái kỷ trải nghiệm một cuộc chia tay thật sự, họ sẽ muốn quay lại với bạn trong đa số trường hợp. Đối với họ, việc bạn rời đi và không níu kéo có thể là một đòn tấn công trực diện vào cái tôi đầy kiêu ngạo của họ. Nếu bạn không còn theo đuổi, không còn cho họ thấy rằng họ có thể lấy lại bạn bất kỳ lúc nào mà họ muốn, họ sẽ chơi một chút trò chơi tâm trí như đã đề cập ở trên. Theo đó, họ sẽ gửi đi các tín hiệu tán tỉnh, nhưng không phải là sự cam kết nhằm thu hút và dẫn dắt bạn tiếp tục tiến về phía họ. Càng duy trì được sự quan tâm từ người khác, họ càng cảm thấy tốt hơn về bản thân mình. Họ có vẻ ấm áp đối với bạn, nhưng sau đó lại trở nên lạnh lùng, khiến cho bạn bối rối hay thất vọng sau khi tiếp xúc với họ. Người ái kỷ biết đâu là giới hạn của bạn, biết làm cho bạn tuyệt vọng, rồi cũng biết gieo rắc hy vọng sáo rỗng cho bạn để bạn bắt đầu mộng tưởng và mơ ước. Nếu bạn nhìn lại mối quan hệ của mình, nhìn vào cách mà người cũ đối xử với mình, bạn sẽ cần nhận định xem mình có rơi vào mối quan hệ với một người ái kỷ hay người có những hành động như người ái kỷ hay không. Nếu họ đã đối xử với bạn theo cách như vậy, hãy tự thận trọng và tránh xa trước khi ném mình vào một mối quan hệ nơi bạn có thể bị lợi dụng. Nếu bạn không muốn những hậu họa phía sau của cuộc đời mình sẽ bắt đầu khi gắn bó với kiểu người mà bạn không nên gắn bó. Dù bạn có yêu ai nhiều tới mức độ nào, hãy duy trì lý trí và sự tỉnh táo của mình để thật sự có thể chọn lựa và cân bằng cuộc sống. Hy vọng rằng video này đã hữu ích cho những bạn nào nghi ngờ rằng mình có thể đã hay đang hẹn hò với một người ái kỷ. Có thể bạn đã bước ra khỏi mối quan hệ này với rất nhiều thương đau, bị hút cạn kiệt năng lượng của mình, nhưng đừng đánh mất niềm tin của mình vào những điều tốt đẹp ở trên đời. Ngoài kia còn rất nhiều những người tràn đầy tình yêu thương, sự quan tâm và sự tử tế. Bạn có thể sẽ tìm thấy người thật sự yêu thương và tôn trọng bạn theo cách mà bạn mong muốn. Điều quan trọng ở đây là hãy luôn biết yêu thương, chăm sóc cho bản thân mình, học hỏi từ những trải nghiệm và tiếp tục sống tiếp hành trình của cuộc đời bạn. Bạn sẽ phải làm gương cho người khác cách họ đối xử với bạn. Vì thế đừng bỏ mặc, đừng bỏ rơi chính bản thân mình. Hãy khép lại một chương buồn trong cuộc sống của mình và tự lật mở ra những trang tiếp theo. Cuộc sống sẽ đưa tới những điều tích cực, tuyệt vời cho bạn ở phía trước.
Nếu bạn đã thích nội dung này thì đừng ngần ngại bình luận xuống phía dưới cho mình được biết. Đồng thời ấn nút like, ấn nút đăng ký kênh bởi vì mình sẽ còn quay trở lại với rất nhiều những nội dung khác tiếp theo. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.